Mùa xuân sướng. Lâu lắm mình đi du lịch. Nào, ai đây? Mi nhá, Mi trước nhà từ Mi dưới này. Mi si. Khoản quang kết là cái gì? Khoản quang kết. Mi ơi. Mi đâu nhỉ? Mi. Mình thấy vào Gì á? mi tắt mic rồi. Có lúc thấy vàng mà sao đâu ấy. Mi ơi, khoản quang kết là gì? Từ từ, Hương bé trước nào. Khoản quang kết là gì không? Khách du lịch ạ. À? Tiếp. Mà đi thầy không hai chàng ta. Không nói chuyện được ạ. À? Không nói chuyện được, không hiểu, không nói chuyện. Tiếp. Ở đâu mới chọc tà. Gặp khó khăn ạ. Bồn chít. Ngôn ngữ cơ thể À, cử chỉ, ngôn ngữ cơ chị thể. Thần tà. chứa đựng ạ. Tiếp này. Khách quan. Kẻ quan Cao khách, cố khách. Cố khách. cô két Lữ khách. gió két. Hạ khách. À, ha két Khách địa. khách địa à, két chi Khách đường. két tang Chủ khách. chú két Kiếm khách. công két Thượng khách. sang két. Được, ok. Mi nghe được chưa? Dạ em đây ạ. Được, ok, tiếp này. Mi toàn diện. Tròn mion Hoàn toàn. hoàn toàn hoàn hoàn tròn Hoàn tròn, bảo toàn. hồ tròn Bồ tròn, toàn thân. toàn thân tròn tròn xin tròn tròn xin Toàn xin, toàn bộ. tròn bộ Toàn bộ, toàn lực. tròn 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 ríoc Gióc. Toàn tâm. tròn tròn sim ạ tròn sim Toàn quốc. Toàn quốc. tròn cúc Toàn toàn năng. năng. Tròn nưng Tiếp. Kỳ chun. chun Kỳ chun. tiêu chuẩn Đọc xong. chặt xong là Đọc xong là đọc xong là thích gì? Thích hợp, cái tính thích hợp về tính cách và năng lực để đúng không? Đọc xong là sự thích hợp về tính cách và năng lực. Tròn trề. Tròn trề. toàn thể ạ. Hết. Phú quê. Được. Kiểm tra thử xem biết được nhá. Về nhân loại. Nhân loại là gì? Nhân loại Nhân là gì? Âm hàn. Đây là cách học âm hàn hàn đấy. in Trong liêu đoạn của cấp học trong lĩnh in lưu. Nhân là gì? right. Lưu là nhân loại. Phân loại. Phân loại. Pun Lưu. liều Bảo lưu. bảo lưu bồ
Phù Phù điêu. Linh À, thượng lưu. lưu Thượng lưu. sang sang lưu Sang lưu, thượng lưu, à trung lưu, cái gì ạ? Phong lưu à? trung lưu, Trung lưu. Trong trong lưu trung là trong lưu trung 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 lưu trung trung là lưu trung trung lưu, trung lưu à hạ lưu. hạ lưu hạ lưu Hạ lưu. Giao lưu, giao lưu kiêu lưu cô lưu, có hải lưu, hải lưu he lưu he heo lưu, chủng loại, chúng là trung lưu à không à, trong trong lưu trong trong lưu. lưu Từ chè quê ha bà, chè quê ha bà, để ơi quê ngoại trừ, à loại trừ thế tô so, tổ so đô thị ạ không đồ gì mà đồ thị, tổ so đồ so là đồ sớ, tức là sách, mấy là một từ sách, nó là từ sách âm hán. Rồi tiếp là ai đây, mi à quên, hương bé, hương bé chủ đề. chú trẻ Mệnh đề mèo chê mang chê, vấn đề, muốn chê tiêu đề, phiêu chê tiêu chê, đệ tử, tự là chê cha chê cha, sư đệ, sa chê đề mục, chế mốc tinh đệ, yong chê phụ đề, chê đề tài, đề tài chê chê tên, tiếp hoa trên. phụ đề nóng Màn xuất hai ta hài lòng hài lòng thì không hai ta chị cung cấp hàn xích ăn nhẹ thì không hai ta dùng hai tà là sử dụng người sử dụng ý dùng cha quên ý dùng cha dùng cha người sử dụng chú Minh chú Minh là người dân ạ dân chủ ok hết mi vâng kiều bốc kiểu bốc thế thì giao để giáo báo phục ạ báo phục tức là đồng phục trường ấy nhé thằng thăng nhọn thằng thăng nhọn quần áo Âu phục phương diện là Âu phục từ ý kiến ạ ý kiến chọc cứ chọc 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 cứ chọc là tích cực chọc cứ cứ tích cực tích cực hắc sức chơi hiệu suất học tập hiệu suất học tập đi chôn thì thôi
Thì tôi Gì? Kỳ thôn luôn là những cái hiện đang có, những cái hiện tại hiện đang có, đã có. họ sẽ là hiện đang có rồi. Tâm hán này, kiến Được. giải. Kiến giải. Kiến kiến Hiện tại là biến đấy. kiến Chân kiến hê. he đúng không? Hội kiến. Hê kiến Kiến tập. kiến tập kiến sức Kiến thức. xích Dự kiến. dự kiến là dự kiến về cho về kion Phát kiến. phát kiến hai kion Kiên cố, kiên cố. kiên cố còn cô Kiên nguyên nhẫn nên nhẫn. Rồi ok. Rồi ok, hôm nay mình mới nha, mới kiểm tra cái rồi. Hôm nay mình sẽ học từ câu 4 đến câu 8. Thì từ câu 4 đến câu 8 yêu cầu đề bài là gì? Chúng ta hãy chọn cái phù hợp làm câu nói tiếp theo. Đó, làm câu nói tiếp theo tức là như nào? Thì chúng ta tối thiểu chúng ta phải hiểu được cái lời thoại cuối cùng để chúng ta biết được người ta đang hỏi cái gì, đang nói cái gì, để chúng ta chọn cái câu có thể đối đáp với cái lời thoại cuối cùng đó. Đúng không? Nhá. Đây, chúng ta ví dụ đi, số 4 là số 4 phú nào, phú dịch cho thầy có một này. Là gì đây? Vậy à, tôi đã chứ. Tôi đã Cọc trong là gì? trong là lo lắng Tôi là lo lắng. Hôm nay tôi đã lo lắng vì là không không thấy bạn đến. Ảnh nào à, không, cọc trong hết sợ. Tôi đã lo lắng vì bạn không đến này. Tiếp, số 2 là gì? Tôi đang nhìn khá như vui sợ. Tôi đang tôi đang đi vì bạn quên, vì là bạn đang đi bạn bạn đang đi đến là trung tâm à, bạn bạn đang đi học trung tâm gì, tâm trung tâm gì gì. bạn đi trung tâm gì vậy Bạn đang đi học trung tâm gì? Tiếp, vậy à, khi nào khi thì nào bạn bạn sẽ đi đến nhà đến của nhà bà bà. Rồi tiếp, vì tôi đã quyết định gì này, quyết định vì tôi đã quyết định sống cùng với bố mẹ à đi cùng với bố mẹ tôi quyết đã quyết định đi cùng với bố bố định mẹ. đi Rồi ok, làm ta nghe nhá. Cùng mẹ.다음을 듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 어제 요가 학원에 왜안 나왔어? 할머니 생신이라 부모님하고 할머니 댁에 갔다 왔어. Chọn được mấy? Ba Ba. Vậy à, khi nào đi đến nhà của bà? Em lại xem.듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 어제 요가 학원에 왜안 나왔어?
Hôm qua làm sao? Hôm qua vì sao bạn không đến học yoga ở học viện? Tại sao ông ta bạn không đi đến trung tâm yoga?할머니 생신이라. Tại vì là sao Harmony sinh sinh nhỉ ra? Và sinh nhật của bà tôi. Vì là sinh nhật của bà tôi này. 부모님하고 할머니 댁에 갔다 왔어. À, tôi đã đi đến gì? Tôi đã đi đến nhà bà cùng với bố mẹ. Đến nhà bà cùng với bố mẹ. Thế nó gọi là gì? Có một rồi. Là có một chữ. Vậy thì là vậy à, hôm qua mình không đến là mình lo lắng đúng không? Chứ mà có hỏi là đến nhà bà nhà đâu. Rồi ok, đó. Cái câu cuối cùng này, nó hỏi là, nó bảo là vì vì cái lời thoại cuối cùng của nó là gì? Vì bà à vì sinh nhật của bà nên tôi đến nhà bà cùng với bố mẹ. Thế là à vậy à, tại vì lo lắng tao không à, để tao 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 lo lắng thì mẹ không thấy mày đến. Rồi ok tiếp. Hương bé à, số 5 thì chụp thấy vậy thì cà bơ cái ở Vậy thì thử tới lại cái chỗ đó. vậy thử đi lại xem chỗ đó chứ. Rồi tiếp. Tôi đã không đi tới cái ngoài cái Tôi chưa từng ăn và bạn nên tê tôi chưa từng đúng không? À tôi chưa từng vì từ phật kê tức là gì ngoài thì ngoài tôi chưa từng đi đi đâu cả ngoài một chỗ hoặc tức là gì tôi chỉ có đi mỗi một chỗ thôi đúng không? Hân của C tôi đi một chỗ à. cái vậy thì cái sofa, mua cái sofa này như thế nào? À vậy mua cái sofa này thì bạn thấy thế nào? Tôi đang gợi ý không? Tiếp. Ở gần nhà. À, tôi đã mua cái sofa có ở gần nhà, Đây, có ở cửa hàng, có ở gần nhà. tôi đã mua ở cửa hàng sofa. Tôi đã mua ở cửa hàng sofa mà có gần ở Nhà. đúng không? Rồi nghe này. 5번. 우리가 둘러본 가게들 중에 어느 가게의 소파가 괜찮았어요? 저는 처음에 갔던 가게의 소파들이 제일 나은 것 같아요. Nghe được Câu 1 à? rồi nghe được lời cuối cùng của nó là lời cuối cùng bạn đến vậy nói Là nghe được câu cuối cùng là người con trai như nói là kiểu cái cửa hàng sofa đầu tiên ấy, là được là tốt nhất kiểu tốt nhất. là cái sofa của cái cửa hàng lần đầu mình đi là cái đầu tiên mình đi đầu tiên nhất đấy vì là có vẻ là không sao được đúng không? Nghe lại như ông bé. 5번. 우리가 둘러본 가게들 중에 À, những cái gì từ lớp vô tả lớp vô tả tức là những cái cửa hàng mà chúng ta đã đi 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 xung quanh từ lớp vô tả hay là từ nó dùng nó nói cái từ gì từ lớp vô tả gage들 중 둘러본 lo vô tả lo mà đến lo vô tả tức là cái ý là chúng ta đi đi một vòng xem ấy trong số cửa hàng mà chúng ta đã xem một vòng ấy ông lo vô tả xem một vòng ấy thì 가게들 중에 đó어느 가게의 소파가 괜찮았어요? đấy nó hỏi là gì o nữ à cái sofa ca bình chân nó sẽ tức là gì Có cái cửa hàng nào được? trong số cái cửa hàng mà chúng ta đã đi ngắm đấy đúng không thì cửa hàng nào là cửa hàng gì Ổn nhất ạ. ổn nhất không sao nhất
저는 처음에 갔던 가게의 소파들이 À, đấy tôi thì thấy cái cửa hàng người ta thấy cái sofa của những cái cửa hàng mà bị to mét thì thật to cà kê xong rồi thì sofa từ đi vâng, tức là những cái sofa của cái cửa hàng đi đầu tiên nhất của lúc lần đầu đến đấy 제일 나은 것 같아요. anh thấy nó ngọt thấy không thế lần nhất này nạp tà là tốt à, là tốt nhất đúng không? Tôi thấy nó là tốt nhất đó hết. Vậy chúng ta chọn được là số à, vậy thì chúng ta quay lại chỗ đó nhé, mong chính cái câu này là vậy thì quay lại chỗ đó nhé. Rồi ok tiếp mi câu 6 thì có thể gì đây miền rất là ra thả chữ học kinh hao vô trước à đi. Ngày gì nhỉ? Xác nhận hoặc khi là xác nhận đúng không? Xác nhận ngày phỏng vấn. Ngày xin Xác việc. nhận lại cái ngày phỏng vấn và rồi thì anh lo chỗ. Tôi biết. Rồi biết rồi biết là vì tôi đã vì bạn đã thì chuẩn bị mà những cái gì cả. Vì bạn đã chuẩn bị tốt. À quên, vì bạn đã chuẩn bị nhiều cho nên bạn làm tốt. Bạn đã chuẩn bị nhiều rồi nên chắc có thể làm tốt được thôi tiếp. Để từ đâu là từ in tê trước đúng không? À, tức là nó là cái lúc mà trước khi thì Trước khi phỏng vấn à? phỏng vấn lên là nên là nó đã không gì toan liên tả nhỉ, vì nó không không bị toan liên tả là run, không bị run lên tự tự là tê ta na tả. Vâng. Câu 4 là Tê ta na tả rất là tài giỏi vĩ đại đúng không? Tiếp câu 4 là vì nhận được gì kia thể thả ta to, xin mua được thả ta to một câu hỏi à? à, nhận được cái câu hỏi mà không nghĩ. Không nghĩ tới. Không nghĩ đến. Không nghĩ đến không nghĩ tới cho nên tôi Tôi rất đã là rất ngạc nhiên. là ngạc nhiên bất ngờ đúng không? Sumiya, 오늘 면접 있지? 면접 잘 봐. 어쩌지? 벌써부터 너무 떨려서 아무 생각이 안 나. Đấy. Bốn này. Đúng là nhận được câu hỏi không không nghĩ đến nên rất là ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên lắm. 6번. Sumiya, 오늘 면접 있지? Hôm nay mày có gì? Hôm nay mày có gì vậy? Có phỏng vấn phải không? Hôm nay mày có vấn phải không? Job 잘 봐. À, thì miền chóp thầy bà thì phỏng vấn tốt tốt nhé, tức là đang chúc mừng con bé này phỏng vấn tốt đấy đúng không? Vâng. Wow. Ở chất trí là đi ở chất trí là nó giống như ở tóc kê đấy, ở tóc kê hết à, ở chất trí Sao nhỉ? ở chất trí là làm sao đây, tôi bảo việc ở tóc kê hết à, làm sao bây giờ đúng không? 벌써부터 너무 떨려서. À tôi chưa gì tôi đã thì phải xong một đó phải so là đã còn chưa gì đã thì to ly là chưa gì tôi đã thì tôi đã run tuổi này à, to ly là chưa gì tôi đã run rồi đây 아무 생각이 안 나. à, một sinh các cái ảnh mà nghĩa là việc Sinh. à, mua xem các cái ảnh mà
Anna ta là sinh ra nhớ ra, sen các khi na ta là nhớ ra đúng không? Nghĩ ra nhớ ra, còn amu là, ở đây là bất cứ đúng không, tức là thì tôi không nhớ ra bất cứ thứ gì này đúng không, nhưng tôi chẳng nhớ gì, không nghĩ bất cứ thứ gì, không nhớ ra bất cứ thứ gì. Hỏi tiếp đi nào. Như vậy thì thằng này nó phải nói ra cái câu như nào để cái con này nó bảo ô chết rồi, chưa gì đã run rồi, chẳng nhớ gì này đúng không? Ừ. Chọn lại đi. Hai à? Ừ, thế chọn hay là gì? À, mày chuẩn bị à, mày đã chuẩn bị nhiều rồi, chăm chỉ rồi, chắc là sẽ không sao đâu, chắc sẽ chọn tốt thôi đúng không? Ai à, an ủi cho một câu. Rồi tiếp không? Bảy phú, phú là mặt trai À, đúng rồi, à, đúng vậy. đó. Thì cái nội dung của tác phẩm lần này à, trước đó không được hay lắm. Nội dung à, tác phẩm trước đây chứ, tác phẩm Tác đây phẩm trước nội dung đây nó rất là bình thường đúng không, được không được bình hay thường lắm. gặp này Tiếp vậy à, cứ đó. đéo Vậy nếu như à, ra vì xem hết nếu xem cái bộ drama này, bộ phim này, tha đây là hết, nếu xem hết bộ phim này vâng, nhưng để xem hết bộ phim này thì phải xem cả tác phẩm khác à? thì chúng ta sẽ phải Ta sẽ xem cả tác phẩm khác. thì cũng sẽ xem tác phẩm khác nữa, cũng sẽ phải xem tác Vâng. phẩm nữa. Ồ vậy xem hết tác phẩm này à, xem hết bộ phim này xong Đấy. chúng ta phải xem thêm bộ phim khác nữa đúng không? Rồi số 3. À, đúng vậy. À, xem lại được. À, đã xem lại cái bộ phim này mấy lần mà vẫn thấy nó thú vị à? Đúng vậy, bộ phim này Đã phạm vi từ được xem. xem nó cho dù xem lại mấy lần Xem cũng lại vẫn bốn thấy thú lần. vị nhỉ. Rồi tiếp vậy à, À, in chung một lát rồi à, tôi cũng không nghĩ rằng tôi là không tức là là tôi không nghĩ rằng cái là tác phẩm tác giả này chứ, đó, hoặc là tôi tôi không không nghĩ nghĩ nó rằng là cái tác tác phẩm giả. dịch dịch phải dịch để chỗ tập trung in chung một lát tôi không nghĩ nó là tác phẩm mà tác giả này À, làm từ đầu đầu tay lần đầu đầu trong đúng không? tiên. Rồi, nào nghe. Ai nhỉ Hương? 7번 이 드라마 처음 보는데 내용도 좋고 대사도 재미있네요. 그렇죠. 이 드라마 쓴 작가의 작품들은 다 재미있어요. Lại chọn được mấy? Ba. Ba. Nghe lại nhé. 7번 이 드라마 처음 보는데 Bộ phim này tôi thì à, bộ phim này à,처음 보는데 nội dung à, tôi xem lần đầu.내용도 좋고 내용도 좋고 À, nội dung rất là tốt, hay. nội dung hay bộ대사도 재미있네요. 대사 Lời thoại à? Đề Lời thoại lời này cũng rất thoại là cũng thú rất là vị. thú vị. Đề ra là lời thoại. Đề ra lời thoại cũng rất là hay. 뭐 Rất đó, đúng vậy. đúng vậy. Đi drama xin chakkai chakpumdurun. Đó là gì, những tác À, phẩm của tác giả cái tác này phẩm tác giả này đã rất재미있어요. là rất thú vị. Tất cả đều thú vị đều hay. Thế vậy thằng này nó À, đối đáp thứ không? hai là hai, có nghĩa là hai. Đáp án hai là gì? À, vậy vậy xem Vậy bộ phim à, này xong chúng ta cũng phải thêm mình sẽ xem bộ phim tác phẩm khác nữa. thêm xem tác phẩm khác nữa rồi.
Tiếp Hương bé à, số 8. Vui là gì? Alcohol là cái vết bẩn ạ. Ở lúc là vết bẩn. Cái vết bẩn này chắc là sẽ gì? Cái vết bẩn này có vẻ như là đã được tẩy tẩy sạch. Tẩy sạch, xóa sạch đúng không? Chắc là sẽ xóa được. Sẽ tẩy sạch. Ok, tiếp. Số 2. Bạn đã gì xin xin rất nhiều từ dưới trở lên. Đã đeo cái giày thể thao này một cách sạch sẽ. Nghỉ đúng không? Nên là nghỉ, tức là nó bảo ủ bạn đi giày thể thao này sạch thế đúng không? Gì? Phải thử thì mới biết được, nhưng mà Chắc sẽ phải làm thử thì mới biết được. Thế nhưng tôi sẽ off xe tà là loại bỏ. loại bỏ Tôi sẽ cố gắng loại bỏ một cách gì đây hết mức có thể. đến mức có thể, tối đa nhất có thể. Nhưng ý là tôi sẽ xóa đi, tẩy rửa nó đi. Ý là này, nếu mà nó đến vết bẩn thì tẩy rửa, tôi sẽ loại bỏ tẩy rửa vết bẩn này một cách tối đa nhất có thể. Rồi tiếp bên dưới. Trở về nhà sao đây chị, bên từ đó cả có. Về nhà và tẩy lại một lần. Lúc tôi về nhà tôi tẩy lại một lần. Tôi cũng định về nhà là tẩy tẩy lại một lần đúng không? Nhà Hương ổn đấy, đang ở đâu mà ổn? Em ở chỗ nhà Đây trọ. Sunny, 운동화에 얼룩이 많네요. 생긴 지꽤 오래된 것 같은데요. 네. 제가 집에서 해봤는데 안 지워지더라고요. 깨끗하게 될까요? Anh chọn mấy? Em chưa nghe được thầy ạ. Nghe lại từng câu.1번. 손님, 운동화에 얼룩이 많네요. À, thưa khách, ở trên giày thể thao có gì ở lúc khi mạng này không? Cái gì mà nhiều Ở lúc là gì? lúc à, cái vết bẩn rất là nhiều. Có nhiều bên bẩn quá. 생긴 지꽤 오래된 것 같은데요. Sen kinh chi que ổ rê tuyên còn cặt thái ổ. Tức là Có vẻ như là cái vết bẩn nó lâu ngày à? Rất là Sen lâu. kim chi, sen kim tà là xuất hiện đúng không? Sen kim chi Vâng. que o ồ đê tuê tà là được lâu rồi, có thể xuất Vâng. hiện được lâu rồi đấy đúng không? Đấy, có từ que nó là khá lâu rồi. Cái từ que này này, que là khá khá là lâu đấy. Tiếp. Né, 왕.제가 집에서 해봤는데 Tôi cũng đã thử đi thử làm ở nhà ở rồi nhà rồi à. anh chịu Anh chi vớt chi to đào của nó, nhưng mà thấy nó không thì không xóa được, không tẩy được đúng không? chịu đó Cái kích tha kê thì kể đó, vậy có gì có làm cho sạch được không? Lựa chọn mấy? Em nghĩ là bốn ạ. Sao lại 4 được? Nó bảo là 4 là về nhà tôi thử làm một lần nữa. Tức là thằng này nó đang mang đến thì đầu tiên nó gọi là Sony ơi, đúng không? Khách ơi, cái tờ đề thể thao của bạn có nhiều vết bẩn quá. Thế sau nó bảo là chắc là cái này vết bẩn này khá là lâu rồi đấy. Nó bảo là gì?
Ở nhà tôi cũng tẩy rồi nhưng nó không sạch, không biết có cách nào làm sạch được không. Thì con này nó trả lời về đối đáp với cái câu kia của thằng kia bằng cách nào? Một ạ. Sao lại một được? Phải vì phải là số 3 chứ. Phải thử làm mới biết được, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng làm đi, tẩy hết đi tối đa nhất có thể, đúng không? Tại vì cái câu cuối cùng của thằng kia nó bảo là nó tẩy nhà rồi nhưng không được, và không biết là có làm sạch nó được hết nó không, thì nó bảo là phải bây giờ cái này phải làm, phải thử làm mới biết được, chứ làm sao mà cái số 1 được ra đúng được nữa. Đây là nó ra quán, quán nó năng nó bảo thế mà. Rồi tiếp sang tiếp số 83. Mi, hôm qua tôi đã gì tha thì có gì có sợi không? Tôi đã đọc hết vào ngày hôm qua. Tôi đã đọc hết hôm qua rồi. Tiếp số 2. Đọc chậm lại, đọc chậm và đọc, hãy đọc chậm và thử gửi lại. Hay đọc từ từ rồi trả lại tôi. Thôi lo chúng ta là trả lại. Số 3 là thì đã không có. Số 3 đã không À, có. không có thời gian đọc sách ạ. Tôi đã không có thời gian để đọc sách tiếp một bộ. Giới thiệu cho À, hãy giới thiệu cho tôi một chút cái gì? Mì, chế mì. cuốn sách thú vị. À, cái cách hay đúng không? Rồi, nghe nha.듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 민수야, 내가 빌려준 책 읽고 있어? 재미있지? 응, 재미있어. 근데 언제까지 돌려주면 돼? Vậy nó bảo là sách thú vị, xong rồi cần tê cái gì, là cần tê Mấy không chọn đại nào, cả đấy mà. Mấy một một đấy, đây nghe lại nhá. 다음을 듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 민수야, 내가 빌려준 책 읽고 있어? 제가 빌려준 책 읽고 있어? 뭐라고요? 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 뭐라고요?
Mượn. mà tôi đã cho mượn ấy. À, bạn có đang đọc không? Chế Chém chứ. mì chứ? Ừ, chế Thú vị không? Thú vị. mì sọ. 근데 언제까지 돌려주면 돼? À, thế nhưng mà biết còn thế cả chi thử lo tổ thế Ủa lo cái gì đấy ạ? lo chùa tổ thế thử lo chú tả Chú lo chú tờ. à, lo chú tả là cái trả nó hỏi là on trên thử lo chùa tổ thế là gì khi nào Nghe đi chạy. à khi nào trả thì được đúng không on trên thử lo thế cái đấy không biết cái từ đấy on thế on thế rồi lo chùa đồ thế à, khi nào trả thì được
hết. Thế vậy nó phải nói là chọn mấy? 12 à quên 2. Phải chọn là 2. Thôi đọc từ từ trả tông cũng được. Rồi tiếp phú câu 5. À, vậy à, gì Vậy thôi à, đấy. chắc phải thử một lần. Ừ, tôi sẽ phải thử đi một Thử lần. thử một lần, thử đi Tôi một đâm lần. nhớ. Đương nhiên rồi. Tôi nhiên Ngày rồi. mai, Tôi quyết ngày định là mai, mai sẽ thì ngày mai sẽ đi làm. Quyết định ngày mai sẽ đi làm. tiếp trong này đó. Thật sao? Vậy Tại sao? sao nếu mệt mất quá thì Nếu hãy mệt quá thì hãy xin nghỉ việc vào bất cứ lúc nào. cứ ban tu tà là nghỉ, sẽ nghỉ bất cứ Nghỉ lúc nào, hãy nghỉ lúc lúc nào. nào. Bà thầy đúng rồi, vì làm Đúng sao để rồi. nghe cho Vì tìm được cái chỗ mà tốt. vì tìm được chỗ Thế tốt nên tâm trạng rất là tâm trạng cũng tốt à? Vui à? vui là tạo trẻ nghe nhé.5번. 아직도 아르바이트를 못 구했어요. 학교 앞 식당에서 일할 사람을 찾던데요. 1 ạ. 1 1 1 ạ, 1 ạ. một Vâng. nghe lại xem. 5번. 아직도 아르바이트를 못 구했어요. À, tôi vẫn chưa tìm được tiếng. Tôi vẫn chưa tìm được cái việc làm thêm. Học kêu áp xích đang nghe sao ý đại sao chắc tân đẻo. Thấy ở nhà ăn Tôi còn cũng ở tìm ở nhà ăn trước trường thì ông anh ăn đang tìm cậu người đang làm tìm việc. người làm đấy. Hết. Nó bảo vậy à, tôi sẽ thử đi một lần xem. Ok, tiếp thử đi cái chỗ nhà hàng cái xem. Hương bé à, số 6. Vậy thì Vậy thì tôi sẽ đi đổi sang cái màu trắng. tôi sẽ đổ sang, đi đổi sang màu trắng tiếp. Tôi thì đây cũng sẽ tôi cũng muốn thử Thử đi cái đi giày thể thao khác. giày thể thao khác rồi tiếp. À, đôi giày thể thao mà Giày thể thao mà tôi mua mới mua mới thì tôi cảm thấy hài lòng. rất hài lòng. Tiếp cái màu xanh thì Màu màu xanh dương, màu xanh thì hợp hợp với bạn hơn. hợp với mày hơn đấy.6번. 나는 이 운동화로 할래. 너는 뭐살 거야? 난 파란색하고 하얀색 둘다 마음에 드는데 뭐가 더 괜찮아? 4 ạ. 4. 4 là màu xanh hợp với mày hơn đấy. Cảm ơn, tôi nghe lại nhé. 6번. 나는 이 운동화로 할래. 네, 다 muốn đi Đi thể dục. đồ.너는 뭐살 거야? Mày muốn mua gì? Đúng không? Mày muốn mua gì? 난 파란색하고 하얀색 둘다 마음에 드는데 Mình ta thấy vì màu trắng và màu xanh đều mà mê từ đó đến đây tôi đều được hài hài lòng. lòng. Boga thọ괜찮아? Cái nào thọ quyền sân á, cái nào thì Cái nào ổn hơn? à, cái nào tốt hơn. Thật mấy? Phần 4 á. Ồ, phần 4, ok. Nó hỏi màu nào tốt thì đi hỏi, à, đi trả lời kia đúng không? Phú, nào câu 7. À, mưa cũng sẽ thì à, thế phải là mưa sắp, cốt là sắp Mưa sắp dừng nữa, tạnh rồi, mưa sắp tạnh. tạnh rồi.
Biết biết thế thì đã cô chủ nào ơi con cửa đen đã biết thế thì tôi đã gì Biết thế thì tôi đã xem dự báo thời tiết ạ. biết rồi tiếp Yeah. à, Đó. vì cái thằng ma kinh ma nhị Vì ca cái mùa mưa đã qua mùa rồi mưa đúng kết không? thúc cho nên thực Kết sự thúc nên là rất là nóng ạ. là làm nào tiếp à, chẳng nhau bây giờ thì thấy bảo rằng là sẽ thì hầu như là phi sức ta tạ À, gần giống với năm ấy à rồi. giống và tương tự ý Cái là này là tương gần tự hầu như giống với tương tự năm ngoái giống. không?7번. 뉴스에서 봤는데 주말부터 장마가 시작된대요. 그래요? 올해도 작년만큼 비가 많이 올까요? Mấy Bốn ạ. 4 Bốn, bốn ạ. 4 là hầu như cũng giống tương tự năm ngoái à, cái lạ kia 7번. 뉴스에서 봤는데 주말부터 장마가 시작된대요. các bạn gì Đã xem thời sự. Tôi đã xem thời sự thì bảo báo là cuối tuần này tôi đã sẽ thấy là sự bắt đầu mùa mưa. bnewsuê서 봤는데 tôi đã xem thời sự rồi này thời sự này. 주말부터 장마가 시작된대요. à thì Từ bắt cuối đầu cuối tuần tuần là bắt đầu là có cơn đó à, tháng ba đúng ca là mùa rồi, mưa đúng không? Bắt đầu là mùa mùa mưa mưa. Kìa요. vậy nhé. Olhae도 작년만큼 비가 많이 올까요? Vậy chắc là cũng à, mưa nhiều giống như như năm À, năm ngoái. ngoái. Thì nó cũng trả lời là thấy Đúng bạn rồi. là tương Gần tự như năm giống năm ngoái tương đương. ngoái. Tiếp theo bé à, số 8. Thật may mắn vì đã gì đây? Cốt bé không đề tài. Anh cần làm mi chứ phải. Đó là gì? Câu của em. Đồng vũ xong rồi thương bé chứ bé sẽ đứng đi Thế em nghĩ là thầy đâu phải lộn đấy. em vừa câu 6 rồi mà thầy. à thế là đến đi à Nami à vì thật may vì cái Cột pê xong thuyền sắp à vì sắp được bé xong là gì bé xong là giao giao hàng Thật may vì ở bên thật may vì sắp được sao hàng rồi cái câu hai là chị Pume chị cây nên có vẻ như là sản phẩm có vấn đề. có vẻ như sản phẩm của vấn đề tiếp bạn sẽ thì đây có kiến In the cái gì? bạn sẽ xác nhận có kiến là xác nhận Nhận khi nào? bạn sẽ xác nhận cho tôi cái gì đấy Nào nó được giao. bạn sẽ xác nhận cho tôi khi nào được giao đầu tiên à bạn có muốn cho à, bạn có muốn tìm thôm ăn lâu chút léo bạn muốn cho tôi biết đúng không ăn lâu chút là cho tôi biết cái gì đấy Biết đấy số điện thoại của trung tâm khách hàng bạn không? muốn cho tôi biết số điện thoại của trung tâm khách hàng không?8번. 고객센터죠? 일주일 전에 의자를 주문했는데 아직 안 와서요. 죄송합니다. 주문량이 많아서 배송이 늦어지고 있습니다. 4 à? 4 Tại vì vừa mới xin lỗi. lại xem 8번
고객센터죠? 아, 네, 이거 봐. 좀 더, 해, 아, 그럼, 네. 일주일 전에 의자를 주문했는데, 아, 뭐, 던 저도다리. 의자 주문했는데. 안 먹게, 그게. 아, 또 다, 모르게, 던 저도다 모르게. 아직 안 와서요. 정말 아직 안 나왔어요, 저기. 저 내나? 아, 지금요, 네. 죄송합니다. 일로 주문량이 많아서. 와요. 아, 네. 일로 우리 사탕 놓고 하면 주문량이 너무 많아서 주문량을 넣은 사탕. 주문량 너무 많아서 이거 봐. 설레. 배송이 늦어지고 있습니다. 아, 설레 너 다음 뒤. 다음 하나 다. 너 다음 주고 있다. 너 다음 저 다음 다음 muộn chậm à, đang sẽ lên muộn. Thế vậy thì về chọn mấy? ba à ba chứ Ba. Vậy thì bạn xác nhận cho tôi khoảng khi nào thì sao được không? Ba, ok. Rồi, bây giờ mình đến với phương bé. Số 4 là gì? Hãy đi đến. đi đến nơi họp Hãy đi đến mặt. địa điểm sau cô à, hãy đi đến buổi địa điểm của gặp mặt đi và tiếp Ngày mai thì tôi có thể đi. ngày mai thì có thể đi rồi tiếp vì là Là có à đâu, vì cái vì người bạn ở quê tới à? rồi vì có bạn ở quê đến không tiếp À, tôi đã lo rằng là không thể gặp. tôi e rằng là tôi sợ rằng không thể gặp được다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 저는 내일 모임에 못갈것 같아요. 왜요? 무슨 일이 있어요? 네? 아, 뭐? Ba. Thì có người bạn ở quê tới. À, bạn quê đến đi được cho tiếp nhé lại. Đúng. 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 저는 내일 모임에 못갈것 같아요. Tôi ngày mai Ngày mai không thể tới được cái cuộc gặp mặt. cuộc gặp. Vậy? Sao đấy? Muốn gì đi sao? Có việc gì vậy? Có chuyện gì thế? Ba. Ừ, vậy là số bạn đấy à, ok Phú, số nào? Không, gì? Không. Thế đầu của tôi Đầu đầu tôi không ổn rồi, đầu tôi ổn à, rồi. ổn rồi. Ừ. Tiếp. À, Ừ, tôi sẽ gì đây? Sao tôi ta sẽ là mua mua cho mua tôi mua sẽ dùng mua thuốc cho mua thuốc cho. để Thế là gì đây? À, còn không. không. Tất thấy họ là thấy là không mở, Thấy không mở cửa nhà, thấy không mở thấy nó cửa không nhà. có mở cửa kìa. Tiếp. À, thì có à, nó Rồi cái có ý nghĩa có thuốc mở muộn mà mở mở đến đến muộn, đêm mở đến mở đêm. đến muộn rồi. Ô bằng. 약좀
사가지고 올게. 머리가 계속 아프네. 지금 이 시간에도 문을 연 약국이 있을까? 뭐라? 뭐라? 5번. 약좀 사가지고 올게. 또 세디 뭐또 무장 머리가 계속 아프네. 지금 이 시간에도 문을 연 약국이 있을까? thì giờ giặt cửa cửa này không? còn hiệu thuốc nào mở cửa không Có để ý mở cửa ra này không? Nó bảo là có việc không mở đến muộn này. Rồi mi số 4. Vì vậy thì chúng ta làm sao đây? vậy thì chúng ta gặp nhau vào thứ bảy. Chúng tôi còn phải tiếp. Vậy thì tôi cà phao mù đâu kìa. Tôi sẽ đi hỏi. Vậy tôi đi hỏi tiếp. Phòng thì luyện tập đi lên Tầng 3. em tầng 3 là được còn tiếp cuối tuần tôi cứ tưởng chu nên chu đã đáp cả cứ tưởng rằng Không có buổi tập. tôi cứ tưởng là không có luyện tập vào cuối tuần cả.토요일에 3층 연습실 사용할 수 있어? 아직 관리실에 얘기를 못해서 잘 모르겠어. Đó là hai. Tự đi hỏi rồi lại nhé. 6번. 토요일에 3층 연습실 사용할 수 있어? Nó bảo ta cuối tuần có dùng được gì sắp Thằng xung. xưng giờ sử dụng hay sử dụng tức là có thể sử dụng cái phòng tập ở tầng luyện tập ở tầng 3 hay không? Aji, 관리실에 얘기를 못해서 Ta cũng chưa nói được gì với người quản lý ta để khi một thế to chưa nói được với người quản quản lý잘 모르겠어. nên cũng không không biết được. Vậy thì nó bảo là cứ để ta đi hỏi đúng không? Phải số 2 đúng rồi. Thứ nhất, ai? Phú. Hương ạ. Nguyên bé à? Vâng. Thì đây, nếu như Nếu như là xây ở làm công trình ạ, thì nếu thi công thì sẽ trở lên trở nên sạch sẽ. nếu thi công thì sẽ làm Thi lên công sẽ bắt đầu từ ngày mai. bắt đầu từ ngày mai thi công rồi sẽ thì rất là vì thi Thi công công sẽ ồn ào ạ. mà cũng ồn ào rồi nhưng tôi mong các thi công nhanh Tôi mong kết thúc thi công nhanh. mong thi công nhanh kết thúc.7번. 공사 소음 때문에 일에 집중이 안 되네요. 맞아요. 먼지도 심하고요. Em không hiểu nó nói gì thầy. lại nhé. 7번. 공사 소음 때문에 thì công xa số âm tem của lên số âm này
Xô âm, chịu khó nghe trước một ngày nhé. Xô âm là tiếng ồn. Không. Cùng xa thôi, để một đây tức là vì tiếng ồn thì Gì có tiếng ồn thứ công? 일에 집중이 안 되네요. đây là gì? Tôi không thể tập trung. Không tập trung được vào công việc y đây y, cái từ y đây cộng y cộng với e nó bị nó sẽ đọc bằng y đây nhất 맞아요. đúng rồi. 먼지도 심하고요. À bụi cũng thế xin ba tài mòn chi là bụi rồi mòn chi thì xin ba tài đó xin ba tài bụi cũng rất là nghiêm trọng xin ba tài là nghiêm trọng. Hết Bốn ạ. bốn đúng không? Vậy mong kết thúc sớm đúng không? Rồi, ok tiếp là đến ai phú tám chót ba sâm Buổi phát sóng đầu tiên phát sóng lần đầu tiên nằm ở đây thật sự là trông chờ buổi phát sóng đầu tiên phát sóng lần đầu tiên thì thực sự là được mong đợi đúng không? chẳng mong đợi Tiếp tôi đã không thể không nghe được gì đây ý kiến của khán giả tôi đã không nghe được ý kiến của à, khán tôi đã không nghe ý không thể nghe ý kiến của người giả xem khán của giả từ tiếng những cái cảnh quay này thấy bảo rằng là đã rất là giả rất là đẹp đã rất là đẹp rất là đẹp tiếp à chúng ta sẽ phải vì đây xin cho sự và sẽ phải quan tâm để ý xin cho à để ý hơn về âm nhạc để ừ, ý sự hơn về quan âm tâm để nhạc ý của hơn bản về thân âm nhạc.8번 첫 방송에 대한 시청자 의견은 어때요? 재미있다는 의견이 많았습니다. 그런데 음악이 장면에 안 어울린다는 의견도 있었습니다. 뭐가? Đấy. Tạm 4 ạ. Bốn. Ta phải quan tâm đến âm nhạc hơn. Rồi nghe lại xem. 8번. 첫 방송에 대한 시청자 의견은 어때요? Nó bảo gì? Ý kiến của khán giả Thực về sự là thế nào? phát sóng lần đầu như thế này. 재미있다는 의견이 많았습니다. À, thế. Rất là nhiều ý kiến bảo rằng là gì? Thú vị. Thú vị. 그런데 Nhưng mà음악이 장면에 안 어울린다는 의견도 있었습니다. nhưng có ý kiến bảo rằng là cái gì đấy thằng Mioni and Only tức là âm nhạc nó đang không phù hợp với cái gì đấy thằng Mioni thằng Mion Cảnh là à họ Uli nó không phù hợp với cảnh quay đúng không? không phải cảnh quay Đúng đấy. Bốn, à, vậy thì phải quan tâm hơn đến âm nhạc đúng không? À, tiếp theo, Mì à? Hãy gì bà đem chiếc xe này. Mì đâu? Mì À, đâu? Ừ. em thấy là hãy nói Từ hãy nói cho tôi ở một địa điểm khác. hãy nói cho tôi lại địa điểm đi hãy nói lại cho tôi cái địa điểm Câu hai là tôi sẽ không đi cuộc tôi sẽ không tham gia cuộc họp tiếp theo. tôi sẽ không đến buổi họp lần sau tôi sẽ đi nữa
Rất vui được gặp bạn trong tuần này. Rất mong được gặp bạn vào lần tuần này rồi tiếp. Đó là nhà. Nhà hàng. Chồng chồng mơn Đó chồng là gì? nhà hàng cạnh một cái cửa. Đó là nhà ở cạnh bên cổng chính, gọi là cổng chính.대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 민수 씨, 이번 주 모임 장소가 바뀌었대요. 그래요? 어디로 바뀌었어요? 4. Bốn là nó ở bên cạnh cổng chính, có nghĩa là다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 민수 씨, 이번 주 모임 장소가 바뀌었대요. nó bảo là gì, cái địa điểm cuộc họp lần này đã bị gì thay học viết đều học vi tà đã bị thay đổi rồi đúng không, bị thay đổi그래요? vậy어디로 바뀌었어요? ở đi đâu học viết đều đi Thay đổi ở sang chỗ nào? à đã đổi đi đâu rồi. Thế vậy thì chọn được. Bố nào? Nó là cái nhà hàng ở Tổng Chính Nhật. Rồi tiếp Hương. Tôi đã hát và tha và Tôi đã đi tàu từ sáng sớm. tôi đã đi lên tàu từ sáng sớm rồi tiếp. Không có vé nên là tôi vẫn chưa thể đi. Vì không có vé trước thì tôi sẽ Tôi hiểu thêm, tìm hiểu lần xem là có vé không. tôi sẽ tìm hiểu thêm còn xem có vé không. Tiếp bên dưới là gì, cái vé buổi Vé buổi chiều thứ sáu thì hủy đi. à, nó cũng hơi hủy cái vé chiều thứ sáu đi.5번. 기차표 알아봤는데 금요일 오후표는 없는 것 같아. 그럼 토요일 아침은 어때? 3.5번. 기차표 알아봤는데 Tôi đã tìm hiểu tìm Tôi tìm đã mình tôi tìm hiểu vé tàu rồi. Mì... 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 Nhưng vì cũng tức là vé chiều thứ sáu Mì... Mì... những có cách thở học nhưng mà cách thả như là không Không có. Kron. rồi. 토요일 아침은 어때? Vậy Đợi thì tôi đã chim sáng thứ sáu thì thấy thứ thứ ba thứ bảy chứ thì không. bảy thì thế nào? 3. Vậy để tôi xem. Ok. Phú. Bài phát biểu thì luôn luôn Bài phát biểu. Có. luôn luôn khó tiếp Có. à, hãy thử Thầy thử cái một cái kế hoạch mới.
Thử lên kế hoạch đi tiếp. Là À, kế hoạch dự gì? định ơi ca hiểu là dự định làm gì đây, Dự định là học một chút học học một chút ngoại tiếng nước ngoài. ngoại ngữ, rồi nếu như học kỳ mà bắt Học kỳ mà bắt đầu thì sẽ rất là bận đầu bận mình nhiều sẽ bận nhiều. đó.6번. 내일 발표만 끝나면 이제 이번 학기도 끝나네요. 그러게요. 수미 씨, 방학 계획은 세웠어요? Ba. Ba, tôi định học thêm ngoại ngữ. Nghe em. 6번. 내일 발표만 끝나면 Ngày mai chỉ cần kết thúc bài phát biểu.이제 Các bạn이번 학기도 끝나네요. vậy là lần này thì học kỳ từ bây giờ này là đã kết thúc khác học kỳ rồi. học kỳ그러게요. Đúng vậy.수미 씨, 방학 계획은 세웠어요? Bạn đã xây dựng kế một hoạch kế hoạch bán hát em kỳ kỳ nghỉ chưa? mà kỳ nghỉ chưa Ừ, thì nó hỏi là đã xây dựng kế hoạch cho kỳ nghỉ chưa, thì chúng ta phải trả lời là à, tôi định học ý, ngoại ngữ. Rồi, ok. Tiếp đi. Tôi đã từng gì đây? tôi đã từng sống Tôi là gì? Nông. nông thôn, ở nông Đúng. thôn. Tôi đã từng sống ở nông thôn. Tiếp không. Vì quá là gì? Chiru hata. Rất chán. Nhưng quá là buồn chán nên tôi đã buồn ngủ gật. Tôi đã ngủ gật. Tiếp không. Tôi đã không. Không có. Không có thời gian xem Đã không có thời gian xem phim. Tiếp. Ừ. À, hai người vừa vừa xem vừa vừa cười. hai đứa vừa xem được cửa7번. 이번에 새로 시작한 드라마 말이야. 진짜 재미있더라. 아, 그 시골에서 할머니랑 사는 아이 이야기? Lại thầy. Đúng Nghe rồi. được. 7번. 이번에 새로 시작한 드라마 말이야. À, đây là bộ phim Zero Shizakhan Drama Maria. À, đây là bộ phim bạn là gì? Zero Shizak mới. Mới bắt đầu, đúng không? Zero Shizak. 진짜 재미있더라. Thực sự rất là gì? Chém nhìn to đã. Thú vị. Thú vị. À, 그 시골에서 할머니랑 사는 아이 이야기. À, là câu chuyện của đứa trẻ mà sống cùng đi chỉ có mấy do thì họ mọc thì Omoni đang bị cắt chi xa nên thì à đi à kia đó là câu chuyện đứa trẻ sống cùng với bà ở ở quê. Thế vậy thì nó phải là nói là Chắc là một hai đứa vừa vừa xem vừa cười to anh ạ, đây nghe lại xem. 7번. 이번에 새로 시작한 드라마 말이야. Đây là bộ phim lần này mới bắt đầu này. 진짜 재미있더라. Rất thú vị.아, 그 시골에서 할머니랑 사는 아이 이야기. Đấy thì là câu chuyện đứa trẻ sống cùng với bà ở nông thôn nhưng mà đúng rồi hai đứa cười và hai đứa vừa xem vừa cười rất là lâu nó tôi chọn số 4. Tiếp số 8 của ai? Vâng Hương. ạ. Hương nào thì đấy diện là gì đấy? Thực diện là cái độ hài lòng cao, Thực hiện đại đồng cao tiếp cái kết kết quả điều quả tra thì đã xuất hiện tức là đã có kết quả điều đã tra có. rồi tiếp
Chương Program là chương trình có vẻ như là ít. trình. Sẽ Tôi sẽ sắp xếp. sắp xếp lại cái câu hỏi. À, thì sắp xếp lại cho họ.8번. 팀장님, 프로그램 만족도 설문조사를 만들어 봤는데요. 확인해 주시겠어요? 어디 봅시다. 질문 수가 좀 많은 것 같네요. Mà Gì ta, em không nghe được thế. đây. 8번. 팀장님, 프로그램 만족도 설문조사를 만들어 봤는데요. 아, 네. 아, À, cái chương trình này thì tôi đã làm cái gì? Không phải làm cái gì, điều tra về chương trình này nghe nào. 만족도 설문조사를 만들어 봤는데. 설문조사 mà tôi đoán mình tê, tôi đã làm cái việc khảo sát đúng không? Chỗ xa, cái từ cái định mình có thể là설문조사 là cuộc điều tra khảo sát đúng không?설문조사 là làm đơn bản tin tặc. Tôi đã làm khảo sát về độ hài lòng của đi làm Của điều cái tra chương trình. của cái chương trình này. À, rồi tiếp. Đéo.확인해 주시겠어요? Bạn đã xác nhận chưa? Kiểm tra chưa?어디 봅시다. Đang xem ở đâu này? 질문 수가 좀 많은 것 같네요. 질문 수 là gì? Số thì số câu hỏi có Để vẻ là không phải. nhiều đúng không? Hết. Thế vậy thì nó bạn là gì? Tôi sẽ phải đi. Tôi sẽ sắp xếp lại câu hỏi. Ừ, tôi được sắp xếp lại câu hỏi. Ok. Thế Phú. Thật may là Thật may là tìm được rồi, thật may là tìm được rồi. tìm được. Hãy À, tìm hãy tìm kỹ không? à, kỹ một cách từ từ đi, cứ từ từ Một mà cách tìm từ từ, kỹ. vâng. Vâng. À, tôi đang Tôi đang tìm một cái túi tôi đang tìm cái túi tiếp, dù có ạ. À, dù có tìm như thế nào thì cũng không có thấy ạ. tìm cũng không thấy.다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 왜 그래요? 뭐 잃어버렸어요? 제 가방이 어디에 있는지 모르겠어요. 답안 2. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 4번. 왜 그래요? 뭐 잃어버렸어요? Sao lại vậy bạn tí? Bạn mất cái gì à? Bạn mất, bạn Ờ, để cái quên gì cái à, bạn tí. Gì? 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 Gì?
của tôi, mà không biết là đề của tôi, Cặp đề của tôi tôi ở đang đâu đau nữa. rồi. À, phải chọn được câu. À, để biết thì kỹ xem. Tiếp đi, câu 5. À, bạn muốn đi. Ăn chưa không? À, bạn cũng em chưa không? Tiếp, nó bảo là thời gian ăn trưa là Ngày nào?
nào tôi đã bạn đã ăn thì cơm một cách ngon miệng ngon miệng chứ. chứ à. Vậy đi sang nơi tê là nơi đúng không, đi sang nơi nơi khác ăn nghỉ ăn không, đi đến nơi khác ăn nghỉ ăn.5번. 점심시간이 지났는데도 식당에 사람이 많네요. 그러네요. 밥 먹으려면 한참 기다려야겠어요. 맞겠어요. 찰 뭐나? Mấy? Bốn. Mấy? Bốn ạ. Bốn là dù à, đi đến nơi khác rồi nghe lại xem. 5번. 점심시간이 지났는데도 Thời gian ăn trưa đã qua rồi thế nhưng식당에 사람이 많네요. ở nhà ăn vẫn đông. đông người. 그러네요. đúng nhỉ.밥 먹으려면 한참 기다려야겠어요. À, để ăn thì phải đi đợi một thời gian rất là lâu. Muốn. Ừ, chọn số con vậy đi nơi khác rồi. Tiếp 6. Phương à? Thì đây là tôi thật may là tôi đã tìm thấy cái gì tốt, em tốt là thi trong những bài thi thì thi tốt không, thật may May là là tôi đã thi rất, có vẻ tôi đã thi rất tốt. như là may thi rất là tốt. À, so với suy nghĩ thì So với suy nghĩ thì thi dễ. à, so với suy nghĩ thì bài thi đã rất là dễ, đừng có toi toi chỉ bài cô Run, đừng có run. à, đừng có run mà hãy Và hãy thi thật, phỏng vấn là thi phỏng vấn thật tốt à? đừng có run, hãy đi à, hãy thì hãy thử tốt vào tiếp. Tôi đã gì chuẩn Tôi đã bị, chuẩn bị rất là chăm chỉ tôi đã chuẩn bị nên rất là là chăm chỉ nên sẽ sẽ tốt là được à, tốt, kết quả tốt. đúng.6번. 수민 씨, 면접 시험은 어땠어요? 잘본것 같아요? 잘할 수 있었는데 떨려서 잘못본것 같아요. 4 ạ. Nghĩ là 4. Muốn là chuẩn bị chăm chỉ rồi chắc sẽ tốt thôi, tôi nghe lại xem. 6번. 후미 씨, 면접 시험은 어땠어요? 면접 시험 어땠어요? Tức là thi phỏng vấn thế nào rồi?잘본것 같아요? 잘본것 같아요. Tức là vì tài bôn có cả tài rồi, là thi tốt chứ. 잘할 수 있었는데 À, chả ra suy sân thế, tôi đã là có thể làm được tốt nhưng mà떨려서 잘못본것 같아요. �ì tôi run nên nên không là trả tôi lời không tốt, thể làm tốt. không làm tốt được thì là bạn là à, lo phiên bản là mình chăm chỉ rồi chắc là được thôi đúng không. À, tiếp ai Phú à? À tôi thấy là có Tôi thấy là có trang có chủ trường không. trang chủ của trường À, tôi định gì xin cho đăng ký vào cái kỳ sau, kỳ học kỳ sau sau tôi đã gì tôi đã đăng ký đăng ký học sinh, học sinh tôi đã đăng ký học sinh trao đổi rồi đúng không, tôi đã trao đổi rồi đó. đấy. Sân ba, Anh ba là việc tuyển chọn học sinh, chọn có tuyển chọn việc học tuyển sinh chọn hình học như là sinh đã kết kết thúc rồi. để kết thúc rồi.7번. 수미 씨, 다음 주까지 교환학생 신청 기간이라던데 신청할 거예요?
그래요? 어떻게 알았어요? 뭐라? 1. 1. 1. 1. 1. 뭐라 뭐라? 1. 1. 1. 1번. 수민 씨, 다음 주까지 교환학생 신청 기간이라던데. À, nó bảo là vì kỳ à, cái À. thời gian đăng ký môn học là đến tuần sau đấy. Thông hay có Xin cho hay có yếu, xin cho cậu sẽ đăng ký chứ? đăng ký chứ. Kureo? Vậy à? Oto kia arastoyo? Không tất kể là Sao chưa biết? làm sao mà bạn biết được? Chọn số 1 đúng không? Số Chọn 1 số à? 1. Help me. Tôi định vì chu môn. Tôi định đặt một chút mỹ mỹ phẩm. À, vậy à, khi nào thì có thể Được. nhận lại được? Tôi sử dụng mỹ phẩm này thấy thử thì thấy nó thì rất là Tốt. tốt. Bạn sẽ nói cho tôi về cái ngày mà bạn À, hàng chứ?8번. 저 화장품을 주문했었는데요. 제가 주문한 제품과 다른 게 와서요. 아, 죄송합니다, 고객님. 물건을 저희에게 보내주시면 확인하고 주문하신 제품으로 다시 보내드리겠습니다. 하이. 2 là khi nào nhận lại được, nhận lại nhau. 8번. 저 화장품을 주문했었는데요. Tôi đã thì đặt đặt mỹ phẩm này,제가 주문한 제품과 다른 게 와서요. nhưng mà nó đã có cái khác với cái tôi đặt đã đến, nhưng mà nó đến với cái shop tôi đặt. À, 죄송합니다, 고객님. Xin lỗi quý khách.물건을 저희에게 보내주시면 À, bạn thì gửi cho tôi sản phẩm.확인하고 주문하신 제품으로 다시 보내드리겠습니다. À, chúng tôi xác nhận xong rồi chúng tôi sẽ gửi lại cái sản phẩm mà bạn đã đặt. Vậy khoảng khi nào tôi sẽ nhận lại được? Rồi ok. Rồi, nhà bên đây về nhà chuẩn bị tiếp với thầy thế nhà, chuẩn bị tiếp với phần nốt phần nghe đi, mai nghe xong rồi xong phần đọc. Chuẩn bị cả phần đọc. Rồi, ok. Chrome 4G. À, ok, chúng ta sẽ xin ta tiếp theo.